thầy tiên tri khẳng định năm con giáp trúng số đổi đời, giàu sang sạch nợ, đúng ngày mùng 6 Tết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024, tức là gì? Ngày Kỷ Dậu. Vậy thì trong ngày Kỷ Dậu, những con giáp nào là con giáp may mắn nhất? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin được chúc mừng những con giáp được thần tài gọi tên dưới đây, bởi bước sang ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch năm 2024, các bạn sẽ là những người vô cùng may mắn, muốn tình thì có tình, muốn tiền thì được tiền. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mùng 6 tháng 1 chiếu xuống nhân gian, thì những con giáp này sẽ lập tức nhận được cái lộc trời ban. Muốn tiền thì sẽ được tiền, được cấp trên khen thưởng, tăng lương thăng chức, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, mời đi ăn, đi chơi. May mắn hơn, một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời, một bước lên mây, giàu ú giàu ụ. Những người đang cô đơn lẻ bóng thì rất dễ gặp được chân ái trong ngày hôm nay. Còn những người mà có đôi có cặp ấy thì sẽ có một ngày yêu thương lãng mạn, đong đầy, được đối phương quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 ấy, ngày Kỷ Dậu ấy, thì đó chính là những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày mùng 6 tháng 1 nó là ngày Kỷ Dậu. Chúng ta cục diện là Tỵ Dậu Sửu tam hợp. Vậy nên những người tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 6 Tết này. Được cục diện tam hợp nó phù trợ, những người tuổi Sửu có một cái ngày làm việc cực kỳ là hiệu quả và may mắn. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, đối phương sẽ chỉ cho các bạn đường đi, nước bước và hướng giải quyết những cái nhiệm vụ đã làm khó các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Với những người làm ăn kinh doanh thì các bạn có thể tình cờ làm quen được với đối tác đầy triển vọng. Vì đôi bên có cùng cái mục tiêu và cùng chung cái quan điểm nên cái việc hợp tác tiến triển sẽ thuận lợi, hanh thông, suôn sẻ và nhanh chóng hơn. Ngoài cái sức mong đợi, hứa hẹn tiền đổ về túi ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, dù có đang chinh phục cái đỉnh cao thì bản mệnh cũng cần phải chú ý đến cái tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một cái việc gì đó quá mức đến cái mức là quên cả nghỉ ngơi. Đến khi cơ thể có dấu hiệu ốm đau bệnh tật thì cũng đã quá muộn. Vì thế, để gia tăng thêm hạnh phúc cho mình và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Sửu, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 6 Tết, ngày Kỷ Dậu. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày mùng 6 Tết thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, những người tuổi Thìn được cục diện là Thìn Dậu là nhị hợp. Đấy. Cái cục diện nhị hợp nó sẽ giúp cho những người tuổi Thìn đang được may mắn đứng về phía mình, giúp các bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều cái khúc mắc trong công việc và trong cuộc sống. Đặc biệt, những cái bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bị bế tắc trước đó thì nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Cái việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả cái dự kiến của các bạn. May mắn cũng sẽ đến với những người tuổi Thìn trên cái phương diện tình cảm. Những người độc thân thì có cơ hội cải thiện cái tình trạng hiện tại của mình. Nhân duyên vượng giúp các bạn tìm được những người tâm đầu ý hợp. Người này không ai xa lạ mà chính là những người bạn đã từng quen biết trước đó. Đôi bên có sự tin tưởng về nhau nhiều hơn nên là tình cảm sẽ gì manh nha rất là nhanh. Bên cạnh đó, với những người đã có đôi có cặp thì các mối quan hệ đang trong cái thời kỳ thăng hoa, tha hồ mà tận hưởng cái thời gian hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau. Hai người cùng chung tay vun đắp cái tổ ấm gia đình của mình. Có người để yêu thương, để bảo vệ là một cái điều mà cực kỳ là tuyệt vời đối với những người tuổi Thìn trong thời gian này.
Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Bên cạnh đó, khi mang theo vòng tam hợp sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi quý vị gặp khó khăn, gặp trắc trở, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời, hóa giải những khúc mắc, những mâu thuẫn, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn kéo về với những người tuổi Thìn. Đó là những người tuổi Thìn, con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, trong cái ngày mùng 6 Tết, ngày Kỷ Dậu ấy, thì chúng ta có cục diện Tị Dậu Sửu tam hợp. Vậy nên những người tuổi Tị sẽ là con giáp may mắn thứ ba. Thưa quý vị, những người tuổi Tị được sự hậu thuẫn của tam hợp. Vậy nên cái vận khí của những người tuổi Tị có nhiều cái điểm sáng. Con đường công danh, sự nghiệp, học hành, thi cử của những người tuổi Tị đều rất là thuận lợi và hanh thông. Nếu như một con giáp này mà đang chờ cái kết quả thi cử ấy, thì có thể nhận được những tin tốt lành. Nói chung ấy, ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là thích hợp để mưu cầu đại sự hay là tiến hành những cái kế hoạch quan trọng mà các bạn đã ấp ủ từ trước đó. Cái cát khí nó vượng thế này ấy, nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ thành công của công việc được cao hơn. Đặc biệt, các bạn có thể suy nghĩ đến cái việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm cái nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu, mạo hiểm sẽ giúp cho các bạn để có được những cái thành quả bất ngờ trong cái ngày hôm nay. Tiếc rằng những người tuổi Tỵ gặp cục diện là hỏa kim là xung khắc, vậy nên bản mệnh có thể va vấp phải cái sự phản đối từ người nhà trong cái vấn đề về tình cảm. Hai bên thì đều có cái lý lẽ riêng của mình, nhưng mà suy cho cùng ấy, người nhà cũng chỉ là muốn cho mình tốt mà thôi, vậy nên cũng không nên là đối thoại quá gay gắt. Các bạn nên lựa thời điểm đôi bên điều hòa để hóa giải, để trình bày những cái quan điểm của mình, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Và để mang lại cái may mắn, tài lộc cũng như là tăng cường cái vận trình nhân duyên ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày mùng 6 tháng 1 ngày Kỷ Dậu ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ được dự báo là có thể đạt được một cái số cái bước tiến triển trên cái con đường công danh sự nghiệp nhờ có thiên ấn che chở giúp đỡ trong cái ngày mùng 6 Tết. Bên cạnh đó, con giáp này cũng được nhiều người yêu mến, giúp đỡ nên là có thể gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua được. Tuy nhiên, cái điều quan trọng chính là các bạn có tinh thần đam mê, nhiệt huyết và luôn hết mình vì cái công việc nên là mới có cái động lực để phấn đấu như vậy. Bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi về cái thành tựu mà những người tuổi Ngọ đạt được trong thời gian này, và cấp trên cũng không che giấu cái sự tán thưởng dành cho bạn. Con đường quan lộ của những người tuổi Ngọ cứ được mở rộng thênh thang. Về mặt tình cảm thì những người tuổi Ngọ nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp xây dựng cái mối quan hệ của mình và người ấy. Cái chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do cả hai người cùng nỗ lực, cùng chung sức, chứ đừng chỉ đổ lỗi cho một bên thì một bên cho và một bên thì chỉ muốn nhận thì nó cũng sẽ không thành đó. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi gặp khó khăn, gặp trắc trở thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời, giúp quý vị hoàn thành xuất sắc công việc đúng tiến độ và cũng sẽ được cấp trên khen thưởng và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng 6 tháng 1 không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu.
À, quý vị thân mến, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dậu có dấu hiệu tăng tiến trong cái ngày mùng 6 tháng 1 do được thực thần nó độ mệnh. Cái chuyện kinh doanh buôn bán hay là làm thêm cái nghề tay trái thì đều có lợi nhuận rủng rỉnh. Hơn nữa, các bạn không chi tiêu quá nhiều nên là cũng tiết kiệm được một khoản kha khá để dành cho mình. À, tuy nhiên, cái cục diện tự hình nó lại gây ra những cái suy nghĩ lo lắng rối bời, ảnh hưởng đến cái tâm trạng của những người tuổi Dậu. Dường như các bạn đang trở nên độc đoán hơn khi mà quá coi trọng bản thân mà không quan tâm đến những người khác, luôn áp đặt cái suy nghĩ của mình lên mọi người. Cái điều đó nó cũng là cái nguyên nhân dẫn đến những cái mâu thuẫn trong cái mối quan hệ với đồng nghiệp và gây cản trở trong công việc của mình. À, không khí căng thẳng cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu suất làm việc chung. Vì vậy, quý vị hãy cố gắng xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để giúp cái quá trình nó được trơn tru, được thuận lợi, được tốt lành hơn. Và trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày mùng 6 Tết, ngày Kỷ Dậu ấy, thì đó chính là những người tuổi Hợi. À, thưa quý vị, những người tuổi Hợi được các tinh chính quan nó hội tụ, nó soi chiếu, nên những người tuổi Hợi sẽ cảm thấy là tràn đầy cái cảm hứng sáng tạo trong công việc. Các bạn có sự tự tin và muốn làm những cái điều gì đó mới mẻ hơn, bứt phá hơn khỏi cái giới hạn an toàn ngày thường của mình. Chính cái sự đột phá này sẽ mang đến cho những người tuổi Hợi những cái thành quả xứng đáng. À, cũng trong ngày hôm nay, các bạn sẽ nhận được những cái thành quả từ những cái quyết định khá liều lĩnh trước đó của mình trong kinh doanh, trong buôn bán. Lợi nhuận thu về thì vượt cả ngoài cái dự kiến, sẽ giúp cho các bạn được tăng thêm cái niềm tin nhất định vào những gì mình đang làm. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm thì cũng được cục diện ngũ hành tương sinh, Dậu Kim sinh cho Hợi Thủy. Vậy nên là gì? Nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người độc thân từ từ tìm hiểu đối phương và mở lòng mình hơn. À, trước khi mà tiến hành một cái mối quan hệ nghiêm túc nào đó thì cả hai cũng có thể là làm những cái người bạn để cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn hàng ngày. Đừng có quá đặt nặng vấn đề là tình cảm lên, đúng không ạ? Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tình cảm cũng như là để gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó. À, thưa quý vị, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi. À, khi quý vị gặp khó khăn, gặp bế tắc, gặp những trắc trở trong công việc ấy, thì quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời giúp quý vị giải quyết những cái bế tắc khó khăn đó và giúp cho công việc được hanh thông trở lại, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Đó. À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 6 tháng 1 ngày Kỷ Dậu. Và trong ngày mùng 6 chúng ta sẽ có 4 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, làm gì cũng được, gì trời cho cái lộc lớn. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Thìn, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Ngọ. Đây là 4 con giáp dễ được lộc trời cho, giàu sang phú quý, ăn nên làm ra trong cái ngày mùng 6 Tết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.